Dạ thưa quý vị, là má Dung vừa tiết lộ với Trâm một điều là má Phi Phụng có giận Trâm. Trời, ủa con làm cái gì mà má Phi Phụng giận con? Là vậy nè, sẵn hôm nay đó quay cái phim của Phương Dừa, phim Trùm Nổ, thì má con tôi lại tiếp tục gặp nhau. Nói chung gặp con Hồ Bích Trâm này hoài chán lắm đó. Nhưng mà có một người ít gặp Hồ Bích Trâm, đó là chị Phi Phụng. Dạ. Nhưng mà có lần á thì Hồ Bích Trâm cũng mời chị Phi Phụng làm phim, thì chị Phụng ok. Nhưng mà chị Phụng nó tao buồn con Trâm lắm, hỏi sao buồn? Nó gặp mặt tao nó không chào. Bữa nay Phương Dung nè mới lại nó con. Dạ. Tại sao con gặp chị phụ mà con không chào? Xin chào quý khán giả của kênh YouTube Hồng Trâm Official. Hiện giờ là quay cảnh đầu tiên của bộ phim Trùm Nổ và chưa có quay, cho nên quyết định là mình đi hái trộm trái cây, đó là vú sữa. Ăn cái gì bổ cái đó nha quý vị. Cái đây là cây vú sữa trắng, trái rất là xâm xê luôn, nhưng mà những cái trái này là nó chưa chín, khi nào mà nó chín là nó sẽ bóng lên. Thì bây giờ đây thưa quý vị, có một cái trái đang rất là bóng. Mình hỏi thì đã được hái rồi nha quý vị. Trái này chín rồi nè quý vị. Khi mà trái vú sữa này nó chín thì nó sẽ bóng lên nha. Đây mọi người thấy không? Nó bóng mà nó mềm mềm. Trong thông tin là trên một cái vú sữa mà với đoàn phim mà tới giờ này nó vẫn còn một trái sót lại. Dính luôn chị ơi, dính luôn cái máy kêu dính luôn. À thưa quý vị ơi, cái đầu tóc bên Phương Dừa dễ thương lắm. Cho anh cái phản quang vô cửa được không? Sản xuất ơi. Thường anh mà tản kéo xuống rồi giờ nó. Chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Trời nhưng mà dễ thương ha, anh tạo hình dễ thương á. Ủa sản xuất ơi, đây có ai ra đây trời, sản xuất lìa manh cái ở ngoài không? Em không tin là em đi lên tới nơi mà trái vú sữa. Cả đống khán giả ngoài dính máy ra, dính đặt ra dính kìa. Nguyên một đàn sáng giờ bu cây vú sữa. Ở trong đó nhiều quá rồi. Phim của phim Trùm Nổ của anh Cương Dừa chừng nào phát sóng thì Trâm cũng chưa biết nữa. Đó là chưa chín. Chín là chín rồi. Anh Giang ơi. Đây là bị dính nè, dính nhẹ lắm. Có một trái chín nữa quý vị. Anh đậu nè. Đây nè, nguyên cái khung này ao hết cho chị luôn. Trời ơi. Chị, hai trái chín rồi nè. Trâm đã hái được hai trái chín rồi. Anh, con cho anh nè. Anh chào khán giả đi anh. Chào khán giả. Không cho gì, không cho gì cho vụ này không ơi. Dạ, chạy. Ăn gì bữa đó à? Tới 6 coi tập ai ra chưa? Trâm, nghỉ đi Trâm. Ủa con gì của ai vậy kìa? Của Trâm hả? Thôi quay, im lặng cho quay nè. Cậu trái nó đâu rồi? Ai không ghi nhớ nha. Anh không. Bỏ máy lên đi, bỏ máy lên, bỏ máy lên. Máy đắng mà. Máy đang mở. Máy dùng, qua cho máy dùng. Máy đang mở. Thôi cho cái phút điện kia vậy. Ăn gì bữa đó? Má có rồi. Má có rồi mà con cho má hai cái, cho má một cái mà ăn bổ làm sao? Chị em mang clip cho chị đó. Ờ rồi cảm ơn em. Ai gọi đến đây hả? Dạ, nhà em bên đường Tân Vũ á. À sao biết có đây bữa đây ạ? Nãy em đang xuống. Em tưởng đâu là không phải ăn bữa. Mới chớp à. À đi bán vé số gần đây hả? Giờ bán vé số xong chưa mà qua đây? Bán xong rồi. Giờ nay bán được bao nhiêu tờ vé số? 100 tờ, ngày nào cũng vậy. Là được triệu rồi. 100 tờ là 100 tờ là được sống đúng không con? Dạ, là được 100 ngàn con. 100 tờ. Vô. Thì tôi quên. Dạ, cậu ơi, má Quảng ơi. Cháy quá à. Ăn sữa không? Nó có không? Được chưa? Ăn gì bổ đó, chị đó. Ok. Hiện giờ em làm. Má chạy. Lo chạy chưa? 3 2 1 diễn. Xin lỗi thẻ. Lỗi. Quên mà. Mày mở cái khách đi. Mạnh nữa.
Hồi đi vô sữa chưa có trái. Bây giờ quá trời luôn. Cây xoài nữa không ạ? Hồi đi không có trái nào chứ, về về không có trái nào á. Không rồi. Lỗ thẻ được. Rồi, cắt cái gì vậy? Lỗ thẻ. Áo này được không? Áo này được rồi, xong ra cái còn là mấy người kia ùa ra. Đó. Thưa quý vị, máy dung. Ủa rồi thôi đó hả? Ở nhà cả nhà ủng hộ kênh của má nha, Vũ Long Du Ký. Má vô lắm. Nhưng mà chắc chắn là con sẽ gặp má Phi Phụng. Má hẹn bữa nào đi đi ăn đi. Con gặp má Phi Phụng bữa. Để má Phi Phụng hiểu lòng con buồn. Hiên, mày đưa tao ra cái clip mày nói bà Phi Phụng nè. Mà mỗi lần mà nó mở cái này ra con cái máy đi làm sao đi chứ để đâu mà không 604 mà mở thì đi để đi làm sao đi làm sao đi làm máy Phi Phụng nè này cái thoại ok rồi giờ Diễm Cảnh mở cửa được rồi chú tại sao chú ôm má con vú đó là con quay clip rồi con quay clip rồi mình tính rồi quay clip rồi đó vậy chú thưa quý vị là má Phi Phụng đang hiểu lầm chăm 604 mà ông bóc vậy thôi cái bà hồ ra cái bà hồ ra cái bà hồ má nó bắt ra cái bà hồ sao hồi không dễ thưa quý vị là má Dung vừa tiết lộ với Trâm một điều là má Phi Phụng có giận Trâm cái trời ủa con làm cái gì mà má Phi Phụng giận con là vậy nè sẵn hôm nay đã quay cái phim của Phương Dừa phim Trùm Nổ thì má con tôi lại tiếp tục gặp nhau nói chung gặp con Hồ Bích Trâm này hoài chán lắm đó nhưng mà có một người ít gặp Hồ Bích Trâm đó là chị Phi Phụng nhưng mà có lần á thì Hồ Bích Trâm cũng mời chị Phi Phụng làm phim thì chị Phụng ok nhưng mà chị Phụng đó tao buồn con Trâm lắm hỏi sao buồn nó gặp mặt tao nó không chào bữa nay Phương Dung nè mới lại nó con dạ. Tại sao con gặp chị Phụng mà con không chào trời ơi không hề có chuyện đó luôn á con nhớ là con với má Phụng là rất là ít gặp nhau và cũng ít quay chung có ừ. Quay chung một lần là bên Bi cái vụ mà mấy cái tiểu phẩm mà nhỏ nhỏ mới nhớ không ừ. Là đợt đó đáng lẽ là sắp xếp cho má Phi Phụng quay cái phim về nhà ăn Tết đúng rồi đúng chưa là có mời má Phi Phụng nè mời chị Mười và mời má nữa hay không không trước nữa con cái đợt mà phim mời về nhà ăn Tết má Phụng ok rồi không có chuyện gì hết ừ. Má Phụng nhắc lại cái chuyện trước xa xưa lắm con xa xưa vậy con không hề biết luôn với lại có một điều vậy nè giống như mà lộn hồ ở Trâm này với lại cái con ồ có rất là nhiều Trâm luôn với lại con lâu lắm rồi con mới gặp má Phụng luôn á vậy hả con mới gặp đợt vừa rồi đó sau luôn sau cái này sẽ gửi cái clip này với lại vậy nè má Phụng á nếu mà má Phụng quay chung với con má Phụng biết là con rất là giản dị con rất là đơn giản không bao giờ có chuyện mà gặp mà không chào hoặc là nhiều khi là mình không thấy hoặc là đang bận một cái việc gì đó mình không để ý chứ không có cái chuyện mà không chào đối với con là má Phụng rồi má Dung hoặc là tất cả anh em trong ekip ai còn con cũng chạy trơn mà đó, tính tình hòa đồng vui vẻ mà làm gì có cái chuyện mà gặp má mà không chào tánh con Trâm nó y chang cái tánh má nó là tôi nè thì đó sao tự nhiên má Phụng nói con bàng hoàng luôn á trời thì hôm nay nó rất là bàng hoàng hay chị Phụng hay lát em gửi clip thì kêu chị Phụng coi nghe dạ trời ơi má Phụng ơi nếu mà thật sự luôn á là con nói thiệt nha là con không bao giờ có cái ý đó gặp người lớn là lúc nào cũng chào hỏi cái chuyện đó hoặc là nhiều khi lên đoạn á là ủa một lát tao đi về bển gặp bà Phụng nè lát má về bển mới quay nè kiếm chồng mày chồng kiếm chồng mày chồng quay đâu má ở Thủ Đức quay rồi một hồi nữa má má đưa cái clip này cho má Phụng coi giùm con nha má Phụng nè má Dung nè chị Mười nè tất cả mọi người ai đi chăng nữa diễn viên từ lớn tới nhỏ đều là những người mình rất là quý trọng cho có nên thể là nhiều khi mà Trâm nó không thấy dạ không thấy hoặc là như thế nào đó hiểu là chỉ mới vừa lên đoàn cái người ta hối mình hay là sao đó chứ làm gì có chuyện mà không chào má Phụng được rồi. Nếu tỏ. Nếu mà không chào má Phụng là hôm bữa gặp gần đây là coi như là má không thèm nói chuyện luôn á đúng không chứ làm sao mà bữa giờ rồi con quay chung đây con còn nói má sắp xếp mới đi quay với con nha phim về nhà ăn Tết nhưng mà cuối cùng là không có xếp lịch được đó chứ làm sao mà có cái chuyện đó được trời ơi buồn quá à. Để cho người ta hiểu lầm là buồn nhất luôn á thì thôi bây giờ mà bây giờ vậy nè con có trái vú sữa má về má gửi cho má Phụng nói là Trâm nó hái nó leo lên cái cây đó khoảng mười mấy mét á nó hái trái vú sữa này xuống đây nó tặng cho má Phụng ăn gì bữa đó bây giờ con có thấy chị má Phi Phụng là đệ nhất gì không con đệ nhất vú sữa mà bây giờ con đưa má vú sữa nữa thì đồ áo quần áo rồi vừa cho bả
Thôi dù sao thì con cũng tặng cho má Phi Phụng một trái vú sữa. Và hy vọng là trong những dự án sắp tới thì sẽ có má Phụng cũng như là má Dung cũng như là Ngũ Long Du Ký tham gia. Và hy vọng là quý khán giả của bên Hồ Bích Trâm Official sẽ qua ủng hộ cho nhóm Ngũ Long Du Ký. Thì Trâm với má Dung thì không phải nói nữa, tại vì là hai má con là quay quá nhiều phim với nhau rồi, quá hiểu tính cách của nhau rồi. Cho nên họ má Dung cũng có nói đỡ cho Trâm là nó không thấy họ là như thế nào đó chứ làm gì có chuyện mà nó không chờ đúng không má. Thì hôm nay má sẽ đem clip về cho má Phụng coi. Dạ rồi má cầm cái này về cho má Phụng nha. Má Phụng ơi, con có gửi má trái vú sữa nha. Nếu mà cái trái vú sữa này nó không còn tới tay má nữa thì má hãy lấy lại vú sữa của má Dung giùm con. Ăn gì bổ đói nha Phi Phụng. Chứ là hy vọng là lần sau ủa anh ơi, má quay cảnh. Dạ, quay cảnh hả? À cái mặt em với má Dung không có đáng để quay đúng không? Để quay. Dạ lần sau mà con với má Phụng hy vọng là sẽ có dịp hợp tác với nhau nha. Chắc chắn rồi. Dạ rồi. Chắc chắn luôn. Rồi. Rồi thôi mình cũng xin chào luôn à. Đây là quay gì đó? Đôi khi á quý vị, đôi khi đi quay phim á cũng sẽ có những cái sự hiểu lầm, nhưng mà mình tin là má Phương Dung hay là má Phụng hoặc là các diễn viên khác đều sẽ hiểu cho, thì đôi khi mình cũng không, cái sự cố đó ngoài ý muốn mình cũng không để ý nữa. Chứ không phải là mình không tôn trọng mấy đàn anh chị đâu. Thôi được rồi, để lát má nói chuyện với má Phụng. Dạ, má quay Dung, ngược lại. Má Dung quay với Trâm bao nhiêu phim rồi, trời ơi, Trâm giản dị bình dân lắm. Nó như tôi vậy đó, ngồi không có bây giờ ngồi đàng hoàng bình dân đâu. Nó ngồi tướng không có sang giống tôi vậy đó. Đi cũng không có sang, đứng mặt nó đầm đẹp, tôi đứng mặt nó đầm cũng đẹp, tôi đứng mặt đầm cũng đẹp. Vậy thì bây giờ vậy nè, khi nào con lấy chồng thì má Dung với lại con mời má Dung và má Phụng về quê con ăn đám cưới con luôn. Đi về quê đó chắc chắn ha. Nếu về mà luôn ha. Cưới, nếu, ờ, mà trời cưới, nếu mà nếu mà nhớ đám cưới, nếu có, nếu có má đám cưới con là má đi nhiều. Thôi để chuyện tính ra đi. Mày giờ mày cười cái gì? Chừng nào nó đám cưới đi, nó chưa cưới mà. Trâm nói giỡn thôi quý vị. Thật ra là má Dung với má Phụng mà về quê là chắc là mẹ tính với lại bà con chồng sớm mà nó vui nhất luôn. Ai cũng ghiền hết trơn á, không có. Tối đó các bạn sẽ coi bà Phụng mới nhảy với lại mẹ tính. Đúng rồi má, tối trước đám cưới quầy que con lúc nào cũng là dựng một cái sân khấu lên xong rồi chơi nguyên đêm. Sáng hôm sau là đưa anh dâu rồi. Anh từng nói với em về Quảng Nghệ, đấng anh hùng kính ba tơ đó. Đó xin chào quý khán giả. Quý khán giả nhớ ủng hộ kênh của má Dung với má Phụng nha. Vũ Long. Vũ là cái gì? Ngũ Long Du Ký. Nó đủ đi kìa.